Em chào các bác. Em lên sóng tiếp một chiếc đồng hồ để bàn có báo thức luôn nha. Thương hiệu là Citizen Sa Pa. Chiếc này kiềng đẹp xuất sắc nha các bác. Mặt kính. Cái này làm gỗ hết, thế gỗ luôn. Chiều cao của chiếc này là 23 cm, còn chiều ngang qua là 28 cm. Hậu sâu vô là 11 cm. Nó có chung báo thức nè các bạn, chuông chén nha. Nó có những họa tiết nè, rất đẹp. Bên dưới cũng vậy luôn nha các bạn. Đây. Phía sau đây, phía sau có hai nấm, một nấm chỉnh giờ và một nấm điều chỉnh báo thức. Rồi bác nào thích chiếc này cứ alo trực tiếp em qua số điện thoại nha, 0918120267. Và đây là chiếc đồng hồ. Em kết thúc video, chào các bạn.